Quan Vũ, Quan Công hoặc Quan Thánh, đó đều là những cái tên mà hậu thế dùng để gọi Quan Vân Trường, một vị tướng tài ba sống dưới thời Thục Hán. Từng chém được Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Xú, đi theo Lưu Bị đánh Nam giải Bắc và là đối tượng hàng đầu mà Tam Quốc khi đó muốn lôi kéo. Tưởng rằng Quan Vũ sẽ là cái tên lập nên đại nghiệp, giúp Thục Hán thống nhất Trung Nguyên. Nhưng mộng lớn chưa thành, Quan Vũ đã táng thân nơi chiến trận xa trường, khiến người người tiếc nuối. Cái chết Quan Vũ gắn liền với thành Kinh Châu thất thủ, giáng một đòn chí mạng khiến kế hoạch vĩ mô long trung đổi mà Gia Cát Lượng đề ra cho Lưu Bị để quang phục Hán thất tan thành mây khói, khiến Thục gần như không thể gượng dậy nổi. Đồng thời từ đó cũng làm dấy lên những nghi vấn về cái chết của Quan Vũ, người vốn được miêu tả là một thân địch vạn quân. Nếu sau đó không có những âm mưu toan tính thì có lẽ tính toán toàn Tam Quốc, kẻ có khả năng chặt đầu Quan Vũ chẳng có nổi một người. Vậy phía sau câu chuyện liệu có những góc tối nào chưa được giải mã, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về điều đó trong video ngày hôm nay. Cái chết đột ngột của Quan Vũ là do thời thế hay có âm mưu sắp đặt từ trước? Sau trận Xích Bích, Kinh Châu bị chia thành 3 phần, người được lợi nhiều nhất chính là Lưu Bị. Kinh Châu trở thành bàn đạp để Lưu Bị thực hiện kế hoạch long trùng sách mà Gia Cát Lượng vạch ra. Mà bước tiếp theo trong mưu sách chính là chiếm được Ích Châu. Sau khi công thành đoạt đất thành công, Lưu Bị được thế nhân nhận định là bậc kỳ tài, là con rồng bị giam cầm lâu ngày, giờ vén mây bay lên. Chỉ sau 4 năm khi đoạt được Ích Châu, ông cũng đoạt được Hán Trung từ tay Tào Tháo. Lưu Bị tự xưng là Hán Trung Vương, trở thành chủ nhân của Hán Trung, Thục Quận, cùng 1/3 đất Kinh Châu khi ấy. Quyền lực và nhân mạch ở giai đoạn đỉnh cao, Lưu Bị có cả danh tiếng và quyền lực. Quan Vũ lúc này đang trấn thủ Kinh Châu, cho rằng mình cần góp thêm công sức cho người anh kết nghĩa, nên đã từ địa bàn Giang Lăng, Quan Vũ tấn công phản thành, Tương Dương, nơi có Tào Nhân trấn giữ. Mục đích của ông quá rõ ràng, chiếm toàn bộ Kinh Châu, lấy bàn đạp đánh thẳng vào trung ương đầu não của Tào Ngụy, qua đó phối hợp cùng Lưu Bị từ Ích Châu để trung hưng Hán thất. Tào Tháo nghe tin Tương Phàn đã bị vây, đã đưa Vu Cấm, Bang Đức tới cứu viện. Quan Vũ liền lợi dụng trời mưa, nước sông Hán Thủy dâng cao, đánh bại quân cứu viện. Tên tuổi của Quan Vũ sau trận chiến ấy chỉ có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng đó lại trở thành hào quang cuối cùng trước sự diệt vong của vị tướng tài. Khi ấy, thiên hạ đã chia ba, hành động của Quan Vân Trường và người anh kết nghĩa Lưu Bị đã đụng chạm tới lợi ích của hai mảnh còn lại là Tào Tháo ở phía Bắc và Tôn Quyền trấn phía Đông. Tôn Quyền lúc đó cũng rất đau đầu. Quan Vũ chiếm cứ Kinh Châu, lúc nào cũng có thể đánh thốc xuống Đông Ngô. Tào Tháo cũng đau đầu bởi Kinh Châu là yếu địa chiến lược, lúc nào cũng có thể đánh vào Hứa Xương. Cùng chung một kẻ địch, Tôn Tào đã trở mặt thành đồng minh, cùng âm thầm chuẩn bị tiến đánh Kinh Châu. Vốn từ trước, sau khi Quan Vũ cự tuyệt liên hôn với Tôn Quyền, đã khiến hắn ghi thù. Đây chính là nguồn cơn thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai bên. Thời điểm Quan Vũ vây phản thành, Tôn Quyền biết cơ hội của mình để đòi lại Kinh Châu đã tới. Binh lực mà Quan Vũ có trong tay không đủ mạnh để vây Tào Nhân, từ hoảng lâu ngày. Trong khi hậu phương rõ ràng cũng cần phải để lại quân hòng đề phòng bên Ngô tập hậu, bài toán đặt ra vì thế rất rõ ràng, đẩy hết quân hậu phương của Vũ ở Nam Quận về phía tiền phương tại Phàn Thành. Bên Giang Đông, sau cái chết của Chu Du, Lỗ Túc đã sinh ra hai kẻ khác rất lợi hại, đấy là Lữ Mông và Lục Tốn. Một gã luôn giả vờ đau ốm, một gã thì là thư sinh vô danh. Đương nhiên sau này, chúng ta đều biết đấy chỉ là khổ nhục kế. Cả hai người này đều gửi thư về cho Quan Vũ với dòng điệu mà theo ngôn ngữ hiện đại gọi là giả chân. Họ nịnh bợ Quan Vũ lên tận mây, họ khuyến khích Quan Vũ nên cẩn thận với Tào Tháo, họ ôn nghèo kề khổ. Quả nhiên, Quan Vũ mắc mưu, từng bước điều quân ra tiền tuyến. Trong mắt kẻ tự phụ là Quan Vũ khi đó coi những Lục Tốn, Lữ Mông như dê chó không đáng để ý. Kỳ thực, đấy là hai nhân tài, kế hoạch áo trắng qua sông thành công, đã lấy hoàn toàn Nam Quận, Giang Lăng khi Quan Vũ còn đang bận vây phản thành và cứ nghĩ hai kẻ ốm chết ấy không để vào mắt. Từ hoàng phản kích, Quan Vũ chạy về Mạch Thành, khởi đầu cho cái chết của mình. Quan Vũ đến tận khi mất Kinh Châu mới nhận ra đối thủ của mình lợi hại thế nào, mới nhận ra cái liên minh Tôn Lưu mà mình tin tưởng hóa ra đã thành liên minh Tôn Tào từ rất lâu rồi. Thái độ của quần thần Thục Hán sau khi Quan Vũ chết. Theo miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Quan Vũ bại trận bỏ mình, Lưu Bị ở thành đô xa xôi không hề biết việc này. Ngay trong đêm hôm đó, Lưu Bị còn đang xử lý công văn, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Quan Vũ đứng dưới đèn. Lưu Bị còn tưởng Quan Vũ đến bẩm báo, còn cố tình đùa với Quan Vũ. Hai huynh đệ ta quen nhau đã nhiều năm như vậy rồi, sớm đã không còn khác biệt quân thần, cơ sao hiền đệ còn phải giữ lễ. Lưu Bị vừa nói xong,
chỉ thấy bóng dáng của Quan Vũ hô to: "Huynh trưởng, xin báo thù cho ta." Sau đó Quan Vũ biến mất, không còn bóng dáng. Lưu Bị ngẩn ngơ, còn tưởng mình nằm mơ nên cũng chẳng hề để ý. Nhưng 3 ngày sau ông nhận được tin Quan Vũ bại trận tại Kinh Châu, lại không thấy tăm hơi Quan Vũ. Sau 2 ngày cuối cùng cũng biết tin Quan Vũ bị Đông Ngô giết chết tại Mạch Thành. Khi ấy Lưu Bị đang xem bản đồ địa hình Ích Châu, lời của người đưa tin khiến ông ngây như phỗng. Sau khi xác định lại tin tức, hết lần này tới lần khác, ông bèn rút bảo kiếm ra chém lên thớt, hai mắt long lên sòng sọc như muốn lập tức giết chết Tôn Quyền. Người thứ hai nhận được tin là Trương Phi. Ông còn tưởng người đưa tin đang đùa với mình. Sau khi được Lưu Bị xác nhận lại, nghĩ Lưu Bị cũng đang nói đùa. Trương Phi cho rằng Quan Vũ có thể một mình đánh lại cả vạn người, chỉ có chuyện ông đánh bại kẻ khác, lấy đâu ra chuyện kẻ khác đánh bại ông. Sau đó, Trương Phi cáo ốm, lui về nhà uống rượu, say tới 3-4 ngày liên tiếp. Ai đến làm phiền đều bị ông mắng chửi. Còn Triệu Vân, sau khi nhận được tin, ban đầu còn luống cuống hoảng loạn, nhưng về sau thì thản nhiên chấp nhận. Nhờ có tố chất tâm lý mạnh mẽ, ông đã trở thành người đầu tiên chấp nhận kết quả này. Gia Cát Lượng sau khi biết tin chỉ bình tĩnh phe phẩy chiếc quả trên tay, ngoài mặt hay trong lòng đều vẫn vô cùng bình thản. Thậm chí khi truy điệu Quan Vũ còn không đau lòng chút nào. Quần thần khác của Thục Hán ít nhiều đều sẽ cảm thấy xót xa, nhưng mức độ không được sâu sắc như Lưu Bị, Trương Phi, đa phần họ chỉ thể hiện ngoài mặt. Sau cái chết của vị hổ tướng họ Quan, Lưu Bị đã ban án tử cho người con nuôi Lưu Phong vì thấy chết không cứu. Cùng với đó, ông đã tiến hành phát động cuộc chiến chinh phạt Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ. Chỉ tiếc rằng kết quả của cuộc chiến lần này lại là thất bại nặng nề của Thục Hán trong trận Di Lăng. Lưu Bị buộc phải lui quân về thành Bạch Đế rồi u sầu qua đời không lâu sau đó. Nhìn lại những sự kiện kể từ khi Quan Vũ thất thế ở Kinh Châu cho tới sau khi viên hổ tướng này qua đời, đa số các ý kiến đều cho rằng Lưu Bị vô cùng tín nhiệm và coi trọng Quan Vân Trường. Tuy nhiên, cũng có người không khỏi hoài nghi, liệu rằng nếu không có chỉ thị ngầm từ phía Lưu Bị, những người như Lưu Phong, Mạnh Đạt có dám đứng nhìn Quan Vũ bị dồn vào đường cùng, ngay cả khi họ biết rằng sau đó bản thân sẽ phải chịu hình phạt không nhẹ từ quân chủ. Phía sau, hẳn có ẩn tình, hung thủ thực sự đẩy Quan Vũ vào cửa tử là ai? Từ góc độ tính cách của Quan Vũ, có người nhận định rằng nguyên nhân dẫn tới kết cục này chính là do tính cách quyết định số phận. Một Quan Vũ ngạo mạn đã chủ quan đánh mất Kinh Châu. Nhưng cũng có người phân tích từ góc độ quân sự thuần túy lại nhận định rằng Quan Vũ chết là do thù trong giặc ngoài. Giống như Sở Bá Vương Hạng Vũ năm đó bị bao vây tứ bề. Tuy nhiên, có nhiều giả thuyết cho rằng cái chết của Quan Vũ liên quan tới hai đại nhân vật thân cận của ông lúc bấy giờ. Một trong hai người đó chính là Gia Cát Lượng. Đây cũng là thuyết được phần đông người ủng hộ. Người đưa ra quan điểm này chính là nhà sử học nổi tiếng Trung Quốc Trương Thái Viêm. Ông đã đưa ra chứng cứ chứng minh cái chết của Quan Vũ là do Gia Cát Lượng mượn tay Tôn Quyền gây ra. Hơn nữa còn phân tích được một cách mạch lạc, rõ ràng. Vậy cụ thể, nội dung từng quan điểm đó là như thế nào? Thứ nhất, phân tích từ góc độ năng lực của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là một nhân tài, túc trí đa mưu, trăm phương ngàn kế, chẳng những thế lại biết nhìn xa trông rộng, tầm nhìn sắc bén. Ông ta cũng có khả năng nắm bắt thời cơ nhạy bén. Vậy tại sao khi Quan Vũ bại trận lại không hề thấy Gia Cát Lượng đề cập hay mang binh đi trì viện? Vì thế, Trương Thái Viêm kết luận, Gia Cát Lượng kiêng rẻ Quan Vũ muốn nhân cơ hội này một nhát trừ khử cái gai trong mắt. Tuy nhiên, luận điểm này nhanh chóng bị bác bỏ bởi người đời cho rằng Gia Cát Lượng chỉ là người bằng xương bằng thịt, không phải thần tiên. Trong khi quân cờ chiến sự thiên biến vạn hóa khôn lường, đâu phải mọi thứ đều nằm trong bàn tay Gia Cát Lượng, trừ khi ông ta thực sự có khả năng xuất quỷ nhập thần như trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả thì đúng là không còn gì để bàn cãi. Luận điểm thứ hai mà Thái Viêm đưa ra là phân tích từ góc độ bản thân Quan Vũ. Quan Vũ có công nhưng không có tội là vật ngáng đường trên hành trình quyền lực của Gia Cát Lượng. Nếu như công khai giết Quan Vũ, người đời sẽ không phục. Vậy nên, nhân cơ hội này, Gia Cát Lượng mượn tay Đông Ngô giết hại Quan Vũ. Một mũi tên trúng hai đích. Gia Cát Lượng vừa có thể diệt trừ được đối thủ, lại không cần xuất đầu lộ diện, trải đường cho bản thân lên nắm quyền. Bằng chứng chính là nhân cái chết của Quan Vũ, Gia Cát Lượng thúc ép Lưu Bị giết nghĩa tử Lưu Phong. Quan Vũ và Lưu Phong đều thuộc cùng một tuýp người, tính cách mạnh mẽ, ngang ngược nhưng có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời cũng là người mà Lưu Bị thân thiết nhất. Chính vì thế, Gia Cát Lượng mượn cái chết của Quan Vũ trừ khử Lưu Phong để sau này kiểm soát Lưu Thiện, đặt nền móng vững chắc cho quyền lực của bản thân, độc chiếm vương quyền. Ở luận điểm này, chúng ta phải đặt ra thắc mắc rằng,
Quan Vũ là danh tướng giỏi nhất trong đội quân của Lưu Bị. Điều này mọi người đều công nhận. Thế nhưng khi đó, Gia Cát Lượng quản lý việc đối nội, quân sự đều nằm trong tay Lưu Bị. Vậy nên có thể nói, quyền lực của Gia Cát Lượng và Quan Vũ được phân định rõ ràng, không hề có bất kỳ xung đột nào. Hơn nữa, Gia Cát Lượng không giống Tào Tháo, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, lợi dụng thiên tử để bắt các nước chư hầu phục tùng, cũng không phải như Tư Mã Chiêu, hoàng thượng không phục cũng không ngại giết hại, mà một lòng hoàn thành đại nghiệp của nhà Hán, khuông phò Hán thất lấy lại kinh đô. Nên xét về nhiều mặt thì cái chết của Quan Vũ ít khả năng là do Gia Cát Khổng Minh gây ra. Bên cạnh đó, một nhân vật khác cũng phải chịu trách nhiệm trước sự hy sinh của viên hổ tướng họ Quan, chính là Lưu Bị. Cuốn sử liệu được tìm thấy ở Tân Cương cho rằng Quan Vũ nắm giữ Kinh Châu nhiều năm, dần trở thành quyền thân trong mắt quân chủ. Trong quan niệm về cương thường vào thời phong kiến, tình cha con, tình anh em vẫn xếp sau nghĩa vua tôi. Quan Vũ năm xưa có thể được Lưu Bị xem như huynh đệ, nhưng từ sau khi Lưu Bị trở thành Hán Trung Vương, mối quan hệ của họ đã bị nghĩa quân thần chi phối. Quan Vân Trường cả đời thiện chiến kiêu dũng, văn võ song toàn, có tài năng, thực lực và danh tiếng. Thế nhưng, chính điều này đã biến ông trở thành một quyền thần ẩn mình, là mối họa tâm phúc trong mắt giai cấp thống trị. Vì vậy mà Lưu Bị rất có thể đã một mặt mượn tay Đông Ngô, mặt khác lại mượn tay người con nuôi Lưu Phong để trừ khử vị tướng này. Bản thân Lưu Bị vốn biết được dã tâm của Lưu Phong nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để cho người con nuôi này đẩy võ tướng họ Quan vào cửa tử. Lưu Huyền Đức năm xưa vì ngoài 40 mà không có con cái nên mới nhận Lưu Phong làm con nuôi và cho theo họ mình. Tuy nhiên, sau này ông đã có liên tiếp mấy người con ruột thịt, đương nhiên sẽ không muốn truyền lại cơ nghiệp mà cả đời mình vất vả gây dựng cho người ngoài. Hơn nữa, bản thân Lưu Bị cũng lo ngại Lưu Phong sẽ thâu tóm quyền hành sau khi mình qua đời. Vì vậy, một mặt mắt nhắm mắt mở cho Lưu Phong bỏ mặc Quan Vũ, sau đó lại lấy đây làm cái cớ để diệt trừ cả con nuôi, từ đó dọn đường lên ngôi cho con trai ruột Lưu Thiện. Tất nhiên, trên đây chỉ là quan điểm của tác giả cuốn sách được tìm thấy trong di chỉ tại Tân Cương. Còn thực hư cái chết của Quan Vân Trường ra sao thì vẫn là một bí ẩn lịch sử đang chờ người đời sau giải mã. Đến đây thì video của Lịch sử Trung Quốc cũng xin nói lời chào tạm biệt. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Lịch sử Trung Quốc để đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình tiếp theo.